Huynh yên tâm, Ngụy công công đã vào cung tham kiến hoàng thượng, hôm nay chắc chắn Ngụy công công sẽ có lời với hoàng thượng. Vậy sao giờ còn chưa đến? Huynh nhìn đấy, đến rồi. Hải Nhi tham kiến thiên tuế. Ngụy công công hôm nay khí phái quá. Đứng cả lên đi, người nhà cả, hà tất phải khách sáo. Đa tạ thiên tuế. Thưa thiên tuế, Hải Nhi vốn đến để gặp tiểu muội, không ngờ may mắn lại được gặp thiên tuế, quả là phúc cho Hải Nhi. Ngụy công công, đại huynh ta mãi vẫn chưa được triều đình trọng dụng, vừa rồi đang có ý trách ta. Ta nói đã có Ngụy công công đứng ra che chở thì chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Ngụy công công thấy ta nói phải chứ? Quý phi nương nương, đợi lát nữa gặp được hoàng thượng, tôi sẽ tiến cử đại huynh của nương nương đảm nhận chức thượng thư bộ hình. Như thế đã vừa lòng chưa nào? Đa tạ công công. Hải Nhi dập đầu lại công công. Quý phi nương nương làm tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi hai người đâu. Thiên tuế, không có sự chiếu cố của thiên tuế, huynh muội tôi sao có ngày hôm nay? Vì thế từ nay trở đi ngài bảo sao huynh muội tôi xin nghe vậy. Tốt lắm.